Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình địa phương do Đài Truyền thanh Truyền hình Quảng Trạch thực hiện. Sau phần tin phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Quảng Trạch chủ động công tác giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Sau đây là nội dung chi tiết. Từ đầu năm đến nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Trạch đã bám sát các chương trình kế hoạch trọng tâm để tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2018. Theo đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Trạch đã tập trung giám sát toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Những nội dung chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân, các ý kiến, kiến nghị đề xuất của cử tri và việc thực hiện kết luận của chủ tọa tại các kỳ họp. Trong những tháng đầu năm, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Trạch đã tiếp nhận và chuyển 242 đơn thư ý kiến phản ánh của công dân đến các phòng ban liên quan trả lời. Đồng thời tổ chức các đợt giám sát chuyên đề tại các địa phương đơn vị, trong đó tập trung vào những vấn đề cấp thiết mà cử tri quan tâm. Qua công tác giám sát, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Trạch đã nêu rõ những nguyên nhân hạn chế, đồng thời đề xuất ý kiến giải pháp lên cả cấp, ban ngành, đơn vị liên quan giải quyết thấu đáo và triệt để. Thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, những năm qua, cả cấp hội nông dân huyện Quảng Trạch đã tập trung tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều gương nông dân năng động sáng tạo, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mạnh dạn đưa các loài cây con giống mới vào sản xuất, phát triển các ngành nghề cung ứng dịch vụ, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đặc biệt, nhiều hộ nông dân đã đưa các loài giống lúa mới, các loài cây trồng có năng suất chất lượng cao vào sản xuất, nâng cao giá trị các sản phẩm nông sản theo hướng hàng hóa. Những diện tích đất thấp trũng, đất trồng lúa năng suất thấp đã được chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản, trồng sen kết hợp nuôi cá mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều mô hình chăn nuôi với quy mô lớn ngày càng được nhân rộng. Với sự lan tỏa của phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, nên đến nay toàn huyện Quảng Trạch đã có trên 6.800 hộ nông dân được công nhận nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cả cấp. Cùng với việc khuyến khích người dân phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch còn tạo mọi điều kiện giúp bà con nông dân đầu tư chăn nuôi gia súc gia cầm theo hướng tăng trại, gia trại. Đến nay, tổng đàn gia súc gia cầm toàn xã Quảng Xuân có gần 38.000 con, trong đó đàn gia súc có trên 2.900 con. Để phát triển ngành chăn nuôi theo hướng tập trung, nâng cao chất lượng tổng đàn, cùng với việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại, đảm bảo cho đàn gia súc gia cầm phát triển tốt, chính quyền xã Quảng Xuân còn tích cực hướng dẫn bà con nông dân tăng đàn, chủ động đưa các loài giống có năng suất chất lượng cao vào chăn nuôi, đồng thời khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho người dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng gia trại, tăng trại, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Toàn huyện Quảng Trạch hiện có 32 trên 59 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó bậc tiểu học có 22 trên 23 trường đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ hơn 95%. Thời gian qua, huyện Quảng Trạch đã chủ động đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung kịp thời trang thiết bị, phục vụ giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và thiết thực, phục vụ tổ cho công tác dạy và học. Năm học 2017-2018, ngành giáo dục đào tạo huyện Quảng Trạch đã huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng được 3 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tiếp tục duy trì giữ vững danh hiệu đơn vị lá cờ đầu tại trường tiểu học Cảnh Hòa và trung tâm giáo dục trẻ em khuyết tật Quảng Xuân. Hiện tại, huyện Quảng Trạch đang đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại trường tiểu học Quảng Lưu, quyết tâm được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia thời gian tới và xây dựng trường tiểu học Quảng Tùng trở thành trường trọng điểm chất lượng cao của huyện. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Trạch nhiệm kỳ 2015-2020 về giảm nghèo, đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn. Thời gian qua, huyện Quảng Trạch đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Cùng với việc giao chỉ tiêu cụ thể về đào tạo nghề lao động nông thôn cho các địa phương, thời gian qua, huyện Quảng Trạch còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia các khóa học nghề ngắn hạn. Trong năm 2017 vừa qua, huyện đã tổ chức được 10 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn với 272 học viên tham gia. Đặc biệt trong tháng 6 năm 2017, được sự quan tâm của cả cấp cả ngành, có 26 chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn của xã Quảng Phương đã được tham gia khóa học nghề làm chổi đót. Hiện nay cả chị đã có việc làm bằng nguồn thu nhập tương đối ổn định. Không chỉ vậy, sau gần một năm, cả chị đã tập huấn thêm cho 7 chị em phụ nữ trong xã thành thạo các công đoạn hoàn thành sản phẩm chổi đót. Là địa phương thuần nông, bên cạnh công việc đồng áng,
Lúc nhàn rỗi, lao động nữ ở địa phương đã có việc làm để tăng thêm thu nhập, trang trải cuộc sống gia đình. Sản phẩm chổi đót của các chị làm ra có hai loại, loại cán gỗ và cán nhựa. Với giá thành mỗi cái từ 30 đến 50 ngàn đồng, chị em đã có nguồn thu nhập đáng kể. Được sự quan tâm của Hội Phụ nữ huyện Quảng Trạch và Trung tâm Dạy nghề Phụ nữ tỉnh Quảng Bình cũng như Phòng Lao động Thương binh xã hội huyện Quảng Trạch đã tạo điều kiện cho là Hội Phụ nữ xã Quảng Phương về cái mô hình là làm chổi đót. Chị em phụ nữ cảm thấy rất là tâm đắc về cái nghề làm chổi này. Cho nên đề nghị với các cấp các ngành có quan tâm đối với cái chị em phụ nữ xã Quảng Phương, tạo điều kiện cho chị em tập huấn thêm. Phần thứ hai nữa cũng mong muốn là các cấp các ngành này tạo điều kiện cho là hội phụ nữ là coi như là được là coi như là nhân rộng cái mô hình này. Ngoài công tác đào tạo nghề, huyện Quảng Trạch còn có các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh cho người dân trên địa bàn và tạo mọi điều kiện cho những hộ nghèo có nhu cầu vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển kinh tế. Huyện đã chủ động việc đa dạng hóa nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện các chương trình dự án đảm bảo giảm nghèo bền vững, tăng cường công tác đào tạo nghề bằng nhiều hình thức, gắn công tác đào tạo nghề với giải quyết việc làm. Năm 2017, huyện Quảng Trạch đã giải quyết việc làm cho 4.920 lao động. Trong đó, số lao động được tạo việc làm mới trên 2.000 người. Số lao động được tạo việc làm thông qua các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội và qua kênh xuất khẩu lao động gần 3.000 người. Quy trình làm nấm là cũng rất là vất vả, nhưng bản thân tôi rất là cố gắng. Thứ nhất để là tạo công ăn việc làm cho chị em. Thứ hai là tăng thêm kinh tế cho gia đình để nuôi con ăn học. Về cái việc làm thì tôi được hỗ trợ của cái nhà mà cung cấp phôi nấm, rồi được là Ủy ban Nhân dân huyện là cho là đi tập huấn. Nhờ chủ động công tác hỗ trợ, khuyến khích tạo điều kiện cho người dân có công ăn việc làm đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện Quảng Trạch phát triển ổn định, đời sống người dân được cải thiện. Đặc biệt với các chủ trương chính sách đúng đắn về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, đã tạo cơ hội cho các hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập, thoát nghèo và vươn lên hộ khá giàu. Đồng thời tăng cường và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, phục vụ dân sinh ở các địa bàn đặc biệt khó khăn, giảm khoảng cách về thu nhập và mức sống giữa các vùng miền. Đến cuối năm 2017, thu nhập bình quân đầu người của huyện Quảng Trạch đạt 31 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,21%. Trong thời gian vừa qua, huyện Quảng Trạch đã đạt được về cái chỉ tiêu giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động nông thôn. Và để đạt được cái kết quả đó, thì Phòng Lao động đã tham mưu tích cực cho Ủy ban Nhân dân huyện triển khai thực hiện tất cả các cái giải pháp, mà đặc biệt là tập trung ba cái giải pháp cơ bản. Chủ yếu giải pháp thứ nhất là đẩy mạnh cái công tác xuất khẩu lao động. Giải pháp thứ hai là về cái nâng cao cái chất lượng đào tạo nghề. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề là mục đích để mà nâng cao cái chất lượng về lao động kết hợp với là về thị trường và thực hiện tốt cả cái kênh giao dịch việc làm. Giải pháp thứ ba là huyện và phòng đó là tích cực triển khai cái việc là kết hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội là thực hiện mở rộng và thực hiện triển khai cái mô hình giảm nghèo bền vững tại các xã. Theo kế hoạch năm 2018, huyện Quảng Trạch phấn đấu giải quyết việc làm cho khoảng 4.850 lao động. Để thực hiện được mục tiêu này, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tiếp cận được vốn vay để phát triển kinh tế gia đình. Tin rằng với những kế hoạch đề ra, huyện Quảng Trạch sẽ thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu giảm nghèo bền vững, có phần ổn định an sinh xã hội tại địa phương. Đang truyền hình địa phương do Đài Truyền thanh Truyền hình Quảng Trạch thực hiện đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.